Không biết đã qua bao lâu, Rick cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng trong phòng lại không một bóng người. Hoa trên bàn cũng đã héo khô từ bao giờ, tình huống này đúng là bất thường. Anh vật lộn muốn ngồi dậy, nhưng bởi vì cơ thể quá yếu nên đã ngã xuống. Anh lớn tiếng gọi y tá nhưng không ai trả lời. Không lâu sau, anh mở cửa bước ra ngoài. Ngoài hành lang vô cùng lộn xộn, toàn cảnh trước mắt khiến anh ngơ ngác. Anh muốn tìm hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không hề tìm thấy một bóng người. Anh lê từng bước đến quầy lễ tân, việc đầu tiên muốn làm là gọi điện thoại, nhưng điện thoại đã mất tín hiệu. Anh lại đến chỗ lối đi, không ngờ giữa hành lang lại có một cỗ thi thể, nhìn giống như bị thú dại cắn vậy. Anh xoay người chuyển sang lối khác. Tình hình ở đây còn nghiêm trọng hơn cả, cả bức tường giống như bị súng máy quét qua, khắp nơi đều là vết máu. Phía trước giống như từng có một vụ nổ, trên cửa còn viết chữ đừng có bước vào, bên trong có ma. Vừa mới định đến gần xem cho rõ, không ngờ cửa lại có động tĩnh, phía sau truyền đến những tiếng gào thét đáng sợ. Đột nhiên có một cánh tay thò ra, nhìn có vẻ không giống người bình thường. Điều này dọa cho Rick sợ toát mồ hôi, không biết ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, nhưng thang máy hỏng rồi. Anh hốt hoảng chạy vào lối thoát hiểm bên cạnh. Cho dù bên trong tối đen như mực, anh đốt một que diêm lên, cẩn thận bước xuống dưới. Rất nhanh anh đã đến được cửa ra. Lúc mở cửa ra, ánh mặt trời chói mắt khiến anh không thể mở mắt. Anh từ từ xuống lầu, xung quanh toàn là thi thể bị vải trắng bọc kín. Anh đột nhiên cảm thấy suy sụp, ai có thể nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này anh không muốn dừng lại đây quá lâu, một lòng chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Cơ thể suy yếu nên anh đành phải bò bằng cả tay lẫn chân. Vừa mới leo lên dốc xong, toàn cảnh trước mắt khiến anh vô cùng kinh ngạc. Ở đây quả nhiên có quân đội từng đóng quân, nhưng mà hình như bị tập kích hoặc gì đó nên toàn bộ đã rút khỏi rồi. Lúc này anh không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ muốn về nhà đoàn tụ với vợ mình. Anh phát hiện một chiếc xe đạp, đang chuẩn bị đạp xe về nhà thì đột nhiên có một thi thể tiến đến. Anh bị dọa cho hết hồn, đây là cái thử quỷ quái gì vậy? Thi thể bị tách làm đôi mà vẫn còn cử động được. Anh vội vã lôi chiếc xe đạp rời khỏi nơi đây. Tất cả mọi chuyện đều không bình thường chút nào. Anh rất nhanh đã về đến nhà. Lori, Ka, lật tung cả căn phòng mà vẫn không thấy vợ và con trai đâu. Rick hoàn toàn sụp đổ, dựa vào tình hình hỗn loạn bên ngoài, vợ và con anh rất có thể đã gặp nạn rồi. Anh không ngừng đánh lên đầu mình, hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng rất đáng tiếc, đây chính là hiện thực tàn khốc. Rick thất hồn lạc phách bước ra ngoài. Anh muốn ngồi trên bậc thang để bình tĩnh lại. Lúc này anh phát hiện một bóng người trên đường. Lâu như vậy rồi cuối cùng cũng gặp được một người còn sống. Anh muốn nhìn rõ người này, nhưng ánh mặt trời chói mắt làm anh không thể nhìn rõ được. Đột nhiên sau lưng anh lại xuất hiện thêm một bóng người, nhưng anh lại không hề phát hiện ra. Giây tiếp theo, hóa ra là một cậu bé. Cậu bảo bố mình nhanh lại đây, miệng còn liên tục đòi giết Rick. Rick cứ tưởng đây là con mình, trong miệng không ngừng kêu tên con trai mình. Lúc này lại có một người đàn ông xuất hiện, anh ta vừa đến đã bắn tung đầu của một người đàn ông khác. Rick nhìn người đàn ông đi đến hướng này, anh ta đã nói gì à? Bố muốn nghe xem anh ta nói cái gì. Anh ta gọi con là Ka, con trai con biết đấy, bọn chúng không biết nói chuyện. Nói xong thì bắt đầu hỏi Rick tại sao lại phải băng bó, nếu không trả lời thì sẽ bắn chết anh. Nhưng Rick bởi vì cơ thể suy yếu nên đã ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, Rick đã nằm trên giường rồi. Cậu bé cầm gậy gỗ đứng bên cạnh anh. Anh còn bị trói lại không thể cử động, nhưng mà người đàn ông này đã giúp anh thay băng. Anh ta lại hỏi về vết thương của Rick, còn hỏi anh có bị cắn không. Mặt Rick ngơ ngác, anh nói với người đàn ông mình bị súng bắn bị thương, không hề bị cái gì cắn cả. Người đàn ông sờ trán anh, không hề bị sốt, lúc này mới cởi trói cho anh. Rick đến phòng khách, phát hiện bọn họ không hề bật đèn mà chỉ thắp mấy ngọn nến. Anh vừa đến bên cửa sổ, chuẩn bị mở cửa sổ xem xét tình hình bên ngoài, đừng chạm vào nó, ánh sáng sẽ thu hút bọn chúng. Số lượng của bọn chúng nhiều hơn bình thường. Rick không hiểu là ý gì. Anh chỉ nhìn thấy người đàn ông này đã bắn chết một người, nhưng anh ta không hề phản bác. Anh ta chỉ đề nghị Rick nhanh đi cắt một cái kính, bởi vì thứ anh ta giết là một con zombie mà thôi. Rick căn bản không hiểu zombie là gì. Thế nên người đàn ông bảo anh ngồi xuống ăn cơm. Trong bữa ăn, Rick nói với người đàn ông, mình vừa mới tỉnh lại ở bệnh viện. Vừa về đến nhà thì nhìn thấy bọn họ, anh không biết gì về thế giới bên ngoài, thế nên người đàn ông đã kể cho anh tất cả mọi chuyện. Hóa ra một tháng trước ở đây xuất hiện virus, tất cả những người chết đều sẽ biến thành zombie, nếu như bị cắn thì cũng sẽ biến thành zombie như chúng. Bọn chúng rất nhạy cảm với âm thanh, thế nên đi đâu cũng phải duy trì im lặng, quan trọng nhất là không được để zombie cắn chúng. Buổi sáng bọn họ nhìn thấy vết băng bó của Rick nên mới căng thẳng như vậy. Trước khi đi ngủ, hai người mới bắt đầu làm quen với nhau. Người đàn ông này tên là Morgan, con trai anh tên là Dwayne. Bọn họ cứ tưởng Rick là tên cướp ngân hàng nên mới bị trúng đạn, nhưng sau khi biết Rick là một cảnh sát thì lập tức rất bội phục. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng còi xe. Morgan nói không cần căng thẳng, có lẽ là do zombie không cẩn thận chạm vào, trước đây cũng từng có chuyện như vậy xảy ra. Bọn họ lập tức tắt hết đèn, cẩn thận bước đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra xem xét tình hình bên ngoài. Rick cũng đến ngó xem, hóa ra những gì Morgan nói đều là sự thật, bên ngoài toàn là zombie. Lúc này Dwayne cũng tò mò chuyện bên ngoài, cậu phát hiện một bóng dáng quen thuộc, chỉ thấy con zombie này tiến đến. Dwayne liền trốn vào chăn khóc. Morgan an ủi con trai bảo cậu đừng gây ra tiếng động. Hóa ra con zombie vừa rồi là mẹ của Dwayne, mấy ngày trước không may bị zombie tập kích. Morgan nói vốn dĩ muốn sớm giúp vợ mình chấm dứt đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ ra tay. Rick cũng rơi vào trầm tư, anh không biết vợ con mình bây giờ sống chết ra sao. Ngày hôm sau, Morgan đưa Rick ra ngoài hành động. Anh dạy Rick cách đối phó với zombie. Đầu tiên phải nhớ rõ bọn chúng đã không còn là con người, sau đó là phải đánh mạnh vào đầu, nếu không bắt buộc thì tốt nhất không dùng súng, bởi vì sẽ thu hút càng nhiều zombie hơn. Nói xong thì có một con zombie đi tới. Rick cầm gậy bóng chày lên bắt đầu thực hành.
một phát, hai phát, đánh đến 5 phát mới hạ gục con zombie. Từ lúc mặt thế bắt đầu, đây là lần đầu Rick giết zombie, anh vẫn còn chưa quen lắm. Tiếp đó, Rick về nhà của mình. Anh phân tích lúc vợ con mình rời đi ít nhất vẫn còn sống, bởi vì ngăn kéo và tủ quần áo trong phòng ngủ đều trống trơn. Bức ảnh trên tường cũng không thấy nữa, anh đã nhìn thấy hy vọng để tiếp tục sống, thề rằng nhất định phải tìm ra bọn họ. Morgan cũng tán thành với anh. Anh cho rằng vợ con Rick rất có thể đã đến Atlanta, bởi vì trước đó đài phát thanh nói ở đó có hầm trú ẩn. Ở đó có đồ ăn, có chỗ ở, còn có quân đội bảo vệ, rất nhiều người đã đến đó. Nếu đã có mục tiêu rồi, Rick lập tức lấy chìa khóa của phòng chứa đồ, sau đó đến đồn cảnh sát nơi mình làm việc. Ở đây có nguồn nước dự phòng và các thiết bị điện. Bọn họ cuối cùng cũng có thể tắm rửa sạch sẽ rồi. Trong tình hình hiện giờ thì đây đúng là một loại hưởng thụ. Sau đó bọn họ đến kho vũ khí. Rick cũng đã khoác lên mình bộ cảnh phục nghiêm trang. Bọn họ lấy đi tất cả chỗ vũ khí ở đây. Trong lúc rời khỏi, Rick muốn Morgan đi cùng mình đến Atlanta, nhưng lại bị Morgan từ chối. Tạm thời anh ta không muốn rời khỏi đây, có lẽ là bởi vì vợ anh vẫn chưa hoàn toàn bộc phát. Anh muốn đợi con mình học được cách nổ súng rồi mới nghĩ đến việc rời đi. Rick thấy vậy cũng không muốn khuyên nhủ thêm. Dù gì mỗi người đều có một mục đích khác nhau. Anh lấy bộ đàm trong xe ra đưa cho Morgan. Anh nói mỗi ngày và bình minh đều sẽ bật lên mấy phút. Nếu như bọn họ đến Atlanta thì có thể dùng cái này để tụ họp. Nói xong hai người liền chia tay tại đây.